Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao lãnh đạo Việt Nam phải chịu áp lực lớn trước chuyến thăm tập cảnh Bình đến Hà Nội? Không khí tẻ nhạt trước chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình đến Việt Nam dự kiến trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2023. Điều này khác hẳn với sự hồ hởi của công chúng Việt Nam trước và sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội vào trung tuần tháng 9 năm 2023. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình sẽ sang Hà Nội theo lời mời của hai nhà lãnh đạo Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đồng thời, để đáp lại chuyến thăm Trung Quốc trước đó của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 11 năm 2022, ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc đại hội lần thứ 20. Giới quan sát nhận xét rằng, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin về chuyến thăm này khá rời rạc và tránh né dẫu Việt Nam trong vai trò là chủ nhà, đồng thời là người anh em đồng chí bốn tốt theo cam kết giữa hai đảng. Tân Hòa Xã Đăng, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam từ 12 đến ngày 13 tháng 12 tới đây. Đài BBC cũng cho biết những tin tức liên quan về chuyến thăm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam tỏ ra thận trọng một cách khác thường. Theo đó, trước đó hãng tin Bloomberg đưa tin tương tự trích nguồn ẩn danh ở Việt Nam nói rằng Chủ tịch Tập có thể sẽ thăm Hà Nội từ 12 đến 13 tháng 12 này. Thế nhưng cho đến chiều ngày 7 tháng 12, một số tờ báo tại Việt Nam ban đầu chỉ thấy hiện tựa đề về chuyến thăm trên mạng Internet, nhưng khi bạn đọc bấm vào thì không hiện ra tin cụ thể. Trong khi các hãng thông tấn phương Tây và một số tờ báo trong khu vực Đông Nam Á đưa tin về chuyến thăm này với những thông tin khiến cho người Việt Nam bất ngờ như hai bên đồng ý nâng cấp tuyến đường sắt đi từ vùng khai thác đất hiếm ở miền bắc việt nam ra cảng biển cũng ở phía bắc nước này và hiện không rõ tuyến đường xe lửa được nâng cấp nói trên có được hai bên gọi là một phần của brid hay không điều vừa kể trên được cho là kết quả của chuyến thăm hà nội hai ngày của ông ngoại trưởng trung quốc vương nghị trong tuần vừa qua theo hãng tin reuters riêng về sáng kiến vành đai và con đường phía trung quốc cho biết trước đây hai bên đã đạt được thỏa thuận về một số công trình ở Việt Nam nằm trong dự án này. Nhưng đến nay, truyền thông nhà nước Việt Nam lại không hề đề cập. Theo giới quan sát, các thỏa thuận này là hết sức nhạy cảm đối với công chúng Việt Nam. Sự ngờ vực của phần lớn người dân Việt Nam đối với Trung Quốc không chỉ xuất phát từ những tranh chấp ở Biển Đông, mà còn từ những kinh nghiệm, lịch sử, thông qua các dự án đầu tư của Bắc Kinh vào Việt Nam, thường là lỗ vốn mang nợ rất lâu. Ông Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 11. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông là một ví dụ chua sót giữa ủy ban lãnh đạo và dân chúng Việt Nam. Cụ thể, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông được hai nước Việt Nam và Trung Quốc ký quyết vào năm 2008 trước khi vành đai con đường ra đời. Dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm 2016 tuyến đường sắt được đầu tư xây dựng bằng vốn ODA của Trung Quốc có tổng mức đầu tư là 552 triệu đô la, tức là tương đương 8.700 tỷ đồng vào năm 2008, trong đó vốn vay từ Trung Quốc là 419 triệu đô la. Tuy nhiên, trên thực tế, tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh tính đến năm 2019 là 868 triệu đô la, tức là 18.000 tỷ đồng Việt Nam, nó tăng tới 9.200 tỷ. Trong đó, phần vốn vay từ Trung Quốc là 666 triệu đô la. Nhưng phải đến cuối năm 2021, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông mới hoàn thành. Dự án này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các quan chức chính quyền cũng như người dân vì chi phí tăng vọt và tiến độ thì rất trì trệ, khiến Việt Nam phải gánh khoản nợ với lãi suất rất cao của Trung Quốc. Kết quả khảo sát tình trạng Đông Nam Á năm 2022 cho thấy 2 phần 3 số người Việt Nam được hỏi không tin tưởng vào sáng kiến an ninh toàn cầu của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Tờ Nikkei Asia tiết lộ, trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cảnh Bình đến Việt Nam sắp tới, theo dự kiến hai bên, Việt Nam và Trung Quốc sẽ đàm phán về dự án liên quan đến đường sắt, bàn về đất hiếm và vấn đề cộng đồng cùng chung vận mệnh. Các quan chức từ Hà Nội nói với Nikkei rằng, Việt Nam phải tìm kiếm sự hài hòa và cân bằng giữa cuộc cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington đặc biệt khi chuyến đi của tập cảnh bình diễn ra sau chuyến thăm của tổng thống mỹ biden tới hà nội không bao lâu các nguồn tin còn cho biết việt nam sẵn sàng hợp tác với cả hai cường quốc mỹ và trung quốc vì lý do chúng tôi không thể từ chối bất cứ ai trong các phần bình luận dưới đây về chuyến thăm của ông tập cảnh bình đến hà nội tờ thời báo chấm d sẽ giới thiệu với khách và khán giả về nội dung hai bên việt nam và trung quốc sẽ đàm phán về các dự án đầu tư liên quan đến đường sắt như thế nào sẽ bàn về quản lý và khai thác đất hiếm ra sao. Và đặc biệt, liệu có khả năng Việt Nam sẽ tham gia cộng đồng cùng chung vận mệnh với Trung Quốc hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chúng với bản tin Vì sao lãnh đạo Việt Nam chịu áp lực lớn trước chuyến thăm của Tập Cảnh Bình đến Hà Nội? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đại án Vạn Thịnh Phát vỡ lỗ hồng trong kiểm soát tài sản, cháy nhà mới ra mặt chuột. Kết luận điều tra của C03 Bộ Công an Việt Nam cho biết, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước bà Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên tới 5,2 triệu đô la. Nó tương đương với 118 tỷ đồng. Đổi lại thì bà sẽ bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB trong việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Số tiền mặt 5,2 triệu đô la sau khi nhận hối lộ từ ngân hàng SCB, bà Đỗ Thị Nhàn đã gửi cho họ hàng cất giữ và mua đất đai bất động sản nhờ người khác đứng tên. Đại án Vạn Thịnh Phát phơi bày sự yếu kém trong kiểm soát tài sản của cán bộ. Dư luận xã hội cho rằng điều đó cho thấy cơ chế giám sát của hệ thống quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng hết sức yếu kém, có nhiều lỗ hổng nghiêm trọng. Tờ Nhật Báo Bưu Điệm Hoa Nam buổi sáng ngày mùng 3 tháng 12 nêu ngạc nhiên về việc nhân viên ngân hàng SCB theo lệnh của bà Trương Mỹ Lan chở số tiền mặt tới 5,2 triệu đô la đến nhà bà Đỗ Thị Nhàn bằng cách đựng trong các thùng xốp dùng để bảo quản thực phẩm tươi sống. Trong khi ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng phải sử dụng xe chuyên dụng khi cần chuyển một lượng tiền mặt lớn đến như thế. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho sự dịch chuyển của dòng tiền lớn trong vụ vạn thịnh phát không bị giám sát. Điều này cũng giúp cho những kẻ nhận hối lộ xóa dấu vết tài sản tham nhũng dễ dàng và không bị phát hiện trong một thời gian rất dài. Bản tin của tờ Việt Nam Express vào ngày 8 tháng 12 với tiêu đề Đại án Vạn Định Phát phơi bày yếu kém trong kiểm soát tài sản cán bộ cho biết Tại hội thảo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam sáng ngày 8 tháng 12 Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên Phó Tổng thanh tra Chính phủ đã phát biểu cho rằng việc kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức chưa đạt được tiến bộ đáng kể theo ông Nguyễn Văn Thành, đại án Vạn Thịnh Phát đã phơi bày những yếu kém trong việc kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, trong đó có cả lĩnh vực quan trọng. Tờ báo Việt Nam Express cũng cho biết, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, cơ quan chức năng xác minh 13.000 người và phát hiện 2.600 trường hợp vi phạm, sai sót chủ yếu về kê khai, mẫu, chưa theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, thậm chí thời hạn so với quy định chỉ có 54 người kê khai không trung thực bị kỷ luật. Với những thông tin kể trên của Việt Nam Express, công luận đánh giá và khẳng định con số 54 trên tổng số 13.000 trường hợp kê khai tài sản thu nhập là không trung thực của chính phủ là con số không đáng tin cậy. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong một buổi họp Điều đó hoàn toàn phù hợp với ý kiến của chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga. Bà Nga đã báo cáo với Quốc hội rằng qua giám sát dư luận cử tri cho thấy tình trạng vi phạm kê khai tài sản thu nhập diễn ra còn nhiều. Ủy ban tư pháp cho rằng con số này chưa tương xứng thực tế, việc kiểm soát tài sản thu nhập còn hạn chế. Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 của Việt Nam quy định rõ tất cả cán bộ công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập, nếu bị phát hiện kê khai không trung thực có thể bị cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Trên thực tế, theo giới quan sát, xác minh tài sản kê khai theo quy định đang diễn ra chỉ mang tính hình thức và đối phó. Có nhiều địa phương và ban ngành thậm chí cho bốc thăm chọn cán bộ để xác minh kê khai tài sản. Điều mà công luận chỉ trích là mang tính hình thức. Biện pháp kê khai tài sản của lãnh đạo và công chức là một biện pháp cần thiết trong công cuộc chống tham nhũng ở hết mọi quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam hầu hết lãnh đạo cấp cao, kể cả những người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng cũng không gương mẫu trong việc kê khai tài sản theo quy định. Mà cụ thể nhất là ngay cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không từng tuyên bố chuyện đó. Ông tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giả nua Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 17 tháng 6 năm 2018 khi đó trong buổi tiếp xúc cử tri địa quận cầu giấy Hà Nội nói về việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức ông Trọng cho rằng việc kê khai tài sản cán bộ là rất khó và nhạy cảm vì liên quan đến đời tư bí mật cá nhân dư luận đánh giá phát biểu này của tổng bí thư nguyễn phú trọng người đứng đầu đảng cộng sản việt nam là điều hết sức mâu thuẫn vì như thế sẽ xảy ra tình trạng thượng bất chính hạ tắc loạn và chủ trương yêu cầu kê khai tài sản của đảng và chính quyền việt nam sẽ không đạt được kết quả triệt đề trên thực tế ở việt nam đã có nhiều lãnh đạo giữ chức vụ cao trong bộ máy đảng và nhà nước việc kê khai tài sản luôn được đánh giá là trung thực trong một thời gian dài. Thế nhưng sau đó, khi dính líu đến các vụ án tham nhũng, bị điều tra thì lúc đó cho rằng việc kê khai tài sản đều là giả dối với những bằng chứng hiển nhiên đưa ra trước tòa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm ngày hôm nay với bản tin Đại án Vạn Thịnh Phát và Lỗ Hồng trong kiểm soát tài sản, cháy nhà mới ra mặt chuột. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo đề